Sao ấy? Đùa chứ có cái chìa khóa cũng quên. Sao bảo tối nay làm công ty? Vừa công ty về mà. Cái gì đây? Đây là chiều tranh thủ chạy ra sân làm vài vòng cho tỉnh. Hôm qua say quá. Thế thôi, quên chìa khóa tự trèo vào đi. Ủa, thật đấy à? Không đùa à? Ôi mà, trời thách. Ôi đang no, đang no. Mở hộ đi. Ăn gì mà no? Đấy, mấy đứa trẻ con nó đặt cái gà hầm thuốc bắc. Ăn bù hôm qua chứ hôm qua nôn hết rồi, còn gì ông bụng đâu. Hộ cái. Ăn chơi không bao giờ quên đâu. Có cái chìa khóa cũng quên. Em mà không ở nhà để mẹ ra mở cửa thì kiểu gì mai mẹ cũng cho em một trận bị tội để nhà cửa bừa bộn làm chồng không tìm đồ ấy. Vào đây. Bắn nhanh hơn rapper. Mà đối với tôi phải công nhận thật, bạn tuổi đời tuy còn trẻ nhưng cái mức độ cằn nhằn hơn mẹ tôi cũng 1 9 1 10. Vâng, mẹ bạn nhất. Ê, từ từ, đợi vào cùng. Mẹ ạ. Về rồi đấy hả con? Dạ. Ăn gì chưa? Đấy, con ăn ở cơ quan rồi. Ơi, anh ăn mỗi cái bánh mì thôi mẹ ạ. Đâu? Lại ăn bánh mì? Vâng. Ui, bánh mì thì làm sao mà đủ chất được? Đúng đấy ạ, mỗi bánh mì tí teo làm gì có chất. Mẹ vừa tần con gà ác lên này. Ăn đã, rồi hãy đi ngủ. Đấy. Thôi để thôi mẹ... thôi, công mẹ tần cả tối nay rồi, ngồi xuống ăn miếng đã ăn nhé. Đây. Ui, thơm chưa? Ăn đi cho nó nóng. Ăn buổi tối này là béo lắm ấy, nhiều chất nữa. Béo đâu? Thế nào? Người đẹp như này. Ăn đi, làm việc cả sáng tối, ăn đi có sức nhanh lên. Nào, ăn đi. Ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Người vẫn đẹp à? Mẹ nói thì chối đây đẩy ra. Vợ nịnh một tí à, xuôi ngay. Đâu, đây con ăn vì mẹ đấy. Đây là vì mẹ mà nguyện hy sinh thân mình, coi bụng mình như chả có này. Ăn luôn. Vỗ nhà anh. Chờ mẹ một tí. À. Như nào vậy? Ngon không? Nhưng ăn hộ miếng no gần chết. Cố ăn cho hết đi. Can cái tội lúc cần thì gọi không bao giờ được. Lùi lùi giọng kìa. Này, bỏ sót miếng nào đừng có trách nhá. Lùi giọng nhanh nhé. Đi phòng trước đây. Chồng đi làm vất vả về đến nhà ngồi ăn. Một mình mà cũng chả nỡ ngồi bên cạnh tí cho nó tình cảm. Con vừa đuổi luôn đấy. Này. Dạ. Mẹ vừa mua đấy, chất cốt tông, thích lắm. Ôi con xin, con đang định mua, đang thiếu tất. Con phải để ý rồi tự chăm sóc mình nhá. Chứ ra ở riêng, không có mẹ, chả ai chăm sóc cho cả. Mẹ yên tâm. Yên tâm làm sao được, cứ tưởng lấy vợ về thì thêm người chăm sóc con. Đằng này, như không. Đâu, tại mấy việc đơn giản con thích làm, con tự muốn làm ấy chứ. Đảng bênh. Ăn miếng đi, ăn cùng con đi, ngon đại cực. Ngại hả? Đây mẹ xé ra cho. Đâu? Sao cứ dễ nảy đến thế? Gần 30 tuổi đầu rồi lại mẹ bốc gà cho ăn. Ngon không? Quá ngon rồi, xuất sắc. Ăn đi, xong rồi mẹ rửa bát cho. Ok. Gớm nhất dù gì cũng là một giám đốc, cầm đầu cả chục nhân viên, không cũng gần chục nhân viên. Mỗi mấy cái bát mà cũng phải để mẹ rửa thôi. Đề nghị mẹ lên phòng nghỉ. Ăn xong con tự rửa đi. Này, anh có hoành tráng ở đâu ấy, nhưng mà về đây anh vẫn là con của tôi. Vâng, em mời chủ tịch đi nghỉ để giám đốc rửa bát. Đi, đi. Chuyện. Chơi nhau phát được đấy. Sao? Bỏ sót miếng nào không? Nó gần chết. Nó không thở nổi luôn. Mẹ tưởng chưa ăn gì mẹ lại chả ép ăn. Cứ thế đi. Rồi mãi chỉ là chàng công tử để thiếu tháng để mẹ chăm tận mông thôi. Ôi, bạn bảo điên đâu điên đấy luôn này.
xuôi rồi, xuôi rồi, xuôi rồi. Liệu mà nói với mẹ đấy nhá. Em không rảnh hơn mà chăm anh như thế đâu. Ui. 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 Ui, nhẹ cả người. Này xả ngay cái nước đi. Bật cái hút mùi lên.